Kênh Giá Lúa Gạo ngày nay rất vui khi được chào đón quý bà con và các bạn. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Quý bà con và các bạn đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin thị trường chính xác được cung cấp mỗi ngày trên kênh. Sự đồng hành và ủng hộ của quý vị luôn là nguồn động viên quý giá đối với ban biên tập chúng tôi. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giá lúa luôn biến động thất thường và không có sự cố định, luôn có sự dao động giữa các thời điểm và các tỉnh địa phương khác nhau. Thưa quý bà con và các bạn, ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo không có biến động. Hiện nay hầu hết các kho đã nghỉ Tết khiến thị trường giao dịch khá chậm. Một số kho giao nốt lượng hàng đã ký. Dự báo qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch sẽ sôi động trở lại do đây là thời gian thu hoạch đổ của vụ lúa đông xuân. Tại Cần Thơ, Bạc Liêu, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ bắt đầu thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân. Hiện nhiều nông dân không khỏi giấu nỗi sự vui mừng khi giá vẫn ở mức cao từ 8.000 cho đến 10.000 đồng một ký. Tùy theo loại, kỳ vọng vụ mùa bội thu đầu năm mới. Sau đây sẽ là chi tiết cụ thể bảng giá lúa gạo như sau. Giá lúa dao động từ 8.100 cho đến 11.000 đồng một ký, tùy theo chủng loại lúa và thời điểm cắt. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang ST21 9.100 đến 9.300 đồng một ký, IR50404 8.500 đến 8.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.600 đến 8.800 đồng một ký, OM18 8.500 đến 8.800 đồng một ký, OM5451 8.500 đến 8.700 đồng một ký, Nàng Hoa 9 dao động từ 8.700 cho đến 9.000 đồng một ký, VNR20 8.500 đến 8.800 đồng một ký, Tài Nguyên 8.200 đến 8.400 đồng một ký, ST24 ST25 9.900 đến 11.200 đồng một ký, RVT 8.300 đến 8.500 đồng một ký, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng một ký và Jasmine với mức giá dao động từ 8.500 đến 8.600 đồng một ký. Giá lúa tại An Giang OM5451 8.800 đến 9.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.000 đến 9.200 đồng một ký, OM18 9.200 đến 9.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.200 đến 9.400 đồng một ký, IR504 8.600 đến 8.900 đồng một ký, nếp khô Long An 9.100 đến 9.400 đồng một ký và nếp tươi Long An từ 7.500 cho đến 7.900 đồng một ký, nếp khô An Giang 9.100 đến 9.400 đồng một ký, gạo nguyên liệu 13.350 đến 13.500 đồng một ký, gạo thành phẩm 15.600 đến 15.700 đồng một ký, tấm 11.600 đến 11.800 đồng một ký và cám 6.700 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau, Hương Châu 6 8.500 đến 8.600 đồng một ký, OM5451 8.400 đến 8.600 đồng một ký, IR50404 8.400 đến 8.600 đồng một ký, OM18 8.700 đến 9.000 đồng một ký, lúa Nhật 8.200 đến 8.400 đồng một ký và Đài Thơm 8 dao động từ 8.700 cho đến 9.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.100 đến 9.300 đồng một ký, RVT 8.500 đến 8.600 đồng một ký, ST24 ST25 9.500 cho đến 10.600 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 8.600 đến 8.800 đồng một ký, OC10 8.400 đến 8.500 đồng một ký, OM380 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM4900 8.400 đến 8.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.800 đến 9.000 đồng một ký và OM5451 8.500 đến 8.700 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 8.500 đến 8.600 đồng một ký, RVT 8.400 đến 8.500 đồng một ký, lúa Nhật 7.900 đến 8.200 đồng một ký, ST24 ST25 9.700 đến 10.500 đồng một ký và Jasmine dao động từ 8.400 cho đến 8.700 đồng một ký,
Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR50404 8.500 đến 8.700 đồng một ký. OM18 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM5451 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Chavonica 8.400 đến 8.600 đồng một ký. OM380 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM18 8.700 đến 9.000 đồng một ký. OM5451 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.800 đến 9.000 đồng một ký. OM380 8.200 đến 8.400 đồng một ký. Và ST21 9.000 cho đến 9.400 đồng một ký. Lúa Nhật 8.100 đến 8.200 đồng một ký. Chavonica 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Jasmine 8.300 đến 8.600 đồng một ký. OM576 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Và OM4218 8.400 cho đến 8.600 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM5451 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.700 đến 8.900 đồng một ký. IR50404 8.500 đến 8.700 đồng một ký. OM380 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Và nếp tươi Long An dao động với mức là từ 7.500 cho đến 7.800 đồng một ký. Jasmine 8.500 đến 8.800 đồng một ký. ST25 10.100 đến 10.400 đồng một ký. Nàng Hoa 9 8.700 đến 9.000 đồng một ký. OM4900 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Và OM9582 8.400 cho đến 8.500 đồng một ký. Giá lúa tại Tây Ninh OM576 8.500 đến 8.700 đồng một ký. IR50404 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM6976 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM5451 8.500 đến 8.800 đồng một ký. Và OM4900 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM34 8.500 đến 8.700 đồng một ký. OM18 8.700 đến 9.000 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, gạo nàng Hoa 9 19.500 đồng một ký, gạo nàng Nhen 26.000 đồng một ký, gạo Thơm Jasmine 17.000 đến 18.500 đồng một ký, gạo Trẻ Thường 15.000 đến 16.500 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 17.000 đồng một ký, gạo Thơm Thái Hạt Dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thường 18.500 đến 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thái 28.500 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 22.000 đồng một ký. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con và các bạn đã bớt chút thời gian lắng nghe bản tin về giá lúa gạo của ban biên tập chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người. Xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.